62 tuổi. Đây là vợ chồng của người Nhật, bạn của Ngọc, bạn của Linh. Năm sau là làm năm sau là thượng thọ đó, thượng thọ 90 á. Trẻ 89 á, tức là năm sau là mới lễ thượng thọ 90. 89 á. À, năm sau là 90 thượng thọ đó. Năm sau là 90. Rồi, ở già già giờ dùng rồi Ngọc, được tự nhiên nha. Có cần bia không thì đừng có nói sen vô gì đó nhỉ. Vậy áo chị nói xuống đi sen vô. Anh lấy anh trai. Nhà này được là nó hai mặt hẻm, thật ra mình hưởng cái này nè. Chứ nếu nhà phố luôn là mà lấy ra ngồi kìa. Lên để cho Phương dụ phụ đi, mày ra tiếp khách đi. Trí nhà Trần Bình Trọng giờ là vợ chồng Trí ở à, khỏe quá ha, nhà nó cũng rộng rãi. Dạ dạ. Quét cái dâu lợ. Dạ dạ. Cửa đồ dù lao đâu đó nhớ là tập ảnh nhiều mà công tác rồi gì đó. Mấy cô này cho quay chút xíu nha, mấy cô này nãy giờ chưa có hình nè. Gặp ti là trốn rồi nha. Ti hàng trốn. Cậu quay là phải coi như là phải lấy nắm lại để à, mấy đứa này nó hay trốn. Ừ. Nãy giờ tôi hỏi thăm cô đó, tôi có cái đồ chai không cho cô cho tôi với. Dạ đây đồ chai đây mày mua. Nè, ừ. Ngày hôm qua tôi tính kêu điện thoại. Nấu đồ chung á. Là cái kiểm á, cô kêu là kiểm. Ồ, oh, đừng bà Quỳnh nằm xuống rồi mày. Vậy hả? Quay phim gì ba? Phim tiện gì của nó lắm á. Nó mở cả nhà rồi. Ở dưới đó anh quay phim. Đây là cái cảnh là xưa xưa nha. Dạo quay không nhau nha. Quay phim nó nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.